vụ tiếp theo trong thanh Toolbox là Pen Tool, phím tắt là P, là bút kỹ thuật. Công cụ này sẽ giúp cho chúng ta tạo ra những cái vùng chọn dạng vector và có thể hiệu chỉnh được. Thực ra thì nó là công cụ mở rộng và linh động hơn công cụ Lasso Tool. Nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được những cái vùng chọn rất là phức tạp. Mà ngoài ra thì nó còn có một cái khả năng hiệu chỉnh linh động nữa. Thực sự là đây là một công cụ rất mạnh và rất hay, nhưng không phải ai dùng qua nó rồi cũng hoàn toàn làm chủ được nó. Có thể là những cái người mà đã dùng Photoshop, thậm chí là lâu năm rồi cũng chưa hoàn toàn sử dụng và làm chủ được công cụ này. Thế vậy thì trong cái tool này mình sẽ giúp cho các bạn hoàn toàn hiểu về nó, làm chủ được nó và ứng dụng nó vào công việc của mình. Khi các bạn chọn Pen Tool thì các bạn để ý lên thanh Status phía trên. Các bạn sẽ thấy là chỗ này nó sẽ cho các bạn tùy chỉnh cái kiểu vùng chọn mà các bạn sẽ tạo ra. Ở đây có hai kiểu chính mà chúng ta sẽ làm việc, đó là Shape và Path. Cái chế độ Pixel rất ít dùng cho nên chúng ta bỏ qua. Thứ nhất, nếu như các bạn chọn chế độ là Shape thì khi các bạn tích chọn ra màn hình, các bạn sẽ thấy là các bạn tích đến đâu thì tự động nó sẽ đổ một cái màu là màu foreground vào đó. Và tự động nó cũng sẽ tạo ra một cái layer shape riêng, một layer rất đặc biệt. Cái này thì nữa mình sẽ nói kỹ sau. Các bạn escape hai lần và tạo ra thêm một cái vùng chọn mới thì nó sẽ đổ thêm một cái vùng chọn mới vào đây. Và đồng thời cũng tạo ra một cái layer shape thứ hai. Đấy. Tương tự như vậy, khi các bạn cứ tạo ra nhiều cái vùng chọn thì nó sẽ tạo ra gần đấy layer tương ứng. Đó là trường hợp thứ nhất, là trường hợp shape. Trường hợp thứ hai, khi các bạn chọn path thì lúc này nó chỉ đơn thuần là tạo ra những cái đường line hay gọi là đường path dạng vector và không tạo ra layer mới. Cả hai cái chế độ này đều rất quan trọng, cho nên mình sẽ nói kỹ cả hai để các bạn hoàn toàn hiểu về công cụ này. Thứ nhất, mình sẽ nói về chế độ path trước. Sở dĩ mình nói path trước bởi vì mình cảm thấy là nói cái này trước thì nó sẽ hợp lý hơn. Khi các bạn chọn path này, các bạn có thể tích các điểm ra màn hình để tạo ra các đường line hay còn gọi là các đường path dạng vector. Nó cũng giống như là công cụ Lasso Tool đúng không? Nhưng các bạn sẽ thấy là cái biểu tượng và cách làm việc nó có vẻ hơi khác rồi. Khi các bạn tích như vậy thì những cái điểm ở đây này nó gọi là điểm neo. Về sau các bạn sẽ dựa vào các điểm neo này để hiệu chỉnh cái đường path này. Đây chính là điểm mạnh của công cụ Pen Tool so với công cụ Lasso Tool. Và khi các bạn tích các điểm để chọn, các bạn lưu ý là tích nhả thì các bạn sẽ tạo ra được những đỉnh nhọn. Còn nếu các bạn tích giữ và kéo như thế này thì nó sẽ tạo ra những đỉnh cong. Cong bao nhiêu thì phụ thuộc vào cái khoảng mà các bạn tích giữ và kéo. Được chưa? Nếu như các bạn giữ shift thì các bạn có thể tạo ra được những cái đường path thẳng đứng hoặc nằm ngang. Nó giống như là chế độ gióng trong AutoCAD hay cũng giống như là ở chế độ Lasso Tool của Photoshop. Để bỏ đi cái đường path này thì các bạn có thể ấn escape nhiều lần là nó sẽ tự động mất đi thôi. Và khi các bạn tích để tạo ra những cái đường path như thế này thì các bạn lưu ý là trong quá trình các bạn tạo, các bạn có thể giữ thêm phím Ctrl tích vào một điểm đây, các bạn kéo này thì có thể là hiệu chỉnh được những cái điểm neo này để được cái hình dạng như mình muốn. Vẫn phải giữ Ctrl nhé. Đó. Xong tiếp theo là các bạn giữ Ctrl tích vào những cái điểm phát tuyến này. Đấy. Những cái điểm này người ta gọi là điểm tiếp tuyến để quyết định nên cái độ cong của đỉnh. Các bạn có thể hiệu chỉnh độ cong của đỉnh bằng việc là hiệu chỉnh cái tiếp tuyến này. Rồi. Nếu các bạn giữ An mà tích vào đây, các bạn kéo thì sẽ thấy là các bạn kéo được tiếp tuyến của một bên độc lập với bên kia. Được chưa? Đấy là giữ Ctrl và giữ An. Tất nhiên là khi mà các bạn nhả ra thì các bạn lại có thể tích chọn những cái điểm mới này để tạo tiếp cái đường path của chúng ta. Và các bạn lại có thể giữ Ctrl để hiệu chỉnh điểm hoặc thậm chí là hiệu chỉnh cạnh nếu các bạn đưa chuột vào cạnh. Và các bạn lưu ý thêm là trong quá trình các bạn tạo ra đường path, nếu như cái kiểm này, kiểm Auto Add và Delete được kiểm này, và mặc định cái mục này cũng đang được kiểm nhé, thì các bạn sẽ thấy là tự động nó sẽ thêm và xóa điểm. Nếu như các bạn đưa chuột vào một cạnh bất kỳ, nó sẽ thêm điểm. Đó, thấy chưa? Nó sẽ thêm điểm. Và nếu như các bạn muốn xóa một điểm đã được tạo ra thì các bạn chỉ việc đưa chuột đến, thì ở con trỏ chuột nó có cái biểu tượng dấu trừ thì có nghĩa là nó sẽ xóa đi cái điểm này. Đấy. Với cái điều kiện đó là cái kiểm Auto Add and Delete này được kiểm vào. Và sau đấy nếu như các bạn muốn đóng vùng chọn này lại thì các bạn sẽ đưa chuột vào cái vị trí của điểm đầu tiên. Lúc đó ở vị trí con trỏ chuột sẽ hiển thị ra một cái hình tròn, các bạn tích vào đấy, nó sẽ đóng vùng chọn này lại. Đó là các cái thao tác để tạo nên một cái đường path. Đường path thì có thể khép kín hoặc không, tùy vào nhu cầu. Ở đây trong lúc các bạn tạo ra cái đường path nhé, đó, mà các bạn muốn lùi trở lại chẳng hạn thì các bạn cứ ấn Ctrl Alt Z như bình thường thôi. Đấy, nó sẽ lùi cái bước trở lại thì cho các bạn chọn lại những cái điểm này. Và thêm một cái công cụ nữa, đó là khi mà các bạn
thấy là cái điểm này, điểm neo này là điểm cong đúng không? Các bạn có thể giữ phím an tích vào nó thì nó sẽ biến thành đỉnh nhọn, được chưa? Đây, cứ giữ an tích vào những cái điểm cong thì điểm cong sẽ biến thành đỉnh nhọn. Còn nếu như các bạn lại giữ an tích giữ vào cái điểm nhọn này và kéo ra thì nó lại biến cái điểm nhọn đó thành điểm cong tròn, được chưa? Đó là cách làm đối với cả công cụ pen tool này. Thế khi mà các bạn tích giữ vào cái biểu tượng bút pen tool thì các bạn sẽ thấy là nó sổ ra các cái chế độ như thế này. Thì ở đây pen tool là chế độ thông thường này. Freeform pen tool đó là tạo ra những đường path tự do. Cái công cụ này thì mình rất là ít dùng bởi vì là nó như kiểu là công cụ lasso tool. Nó tạo ra những cái đường path như thế này. Nhưng mà cái này thì mình tương đối là ít dùng. Còn chế độ add entry point này và delete entry point là việc thêm điểm và xóa điểm. Thì như mình nói vừa nãy là nếu như kiểm auto add delete ở đây mà được kiểm vào ấy, thì trong quá trình mà tạo ra vùng chọn chúng ta đã có thể thêm điểm và xóa điểm bằng việc tích vào nó rồi, tích vào chính đường path đấy rồi, đúng không? Và chế độ là convert point tool tức là chuyển đổi kiểu đỉnh thì mình sẽ giữ an như là vừa nãy mình đã đề cập rồi, tức là nếu như cái đỉnh này mà đang là đỉnh tròn thì mình giữ an tích vào nó sẽ trở thành đỉnh nhọn đó. Còn nếu nó là đang là đỉnh nhọn thì chúng ta tích giữ kéo thì nó sẽ trở thành đỉnh tròn. Thế cho nên là ở đây ấy, thì những cái chế độ dưới đều có phím tắt cả, chúng ta chỉ dùng chế độ là pen tool thôi. Rồi tiếp, bây giờ khi mà chúng ta đã tạo ra những đường path như thế này rồi mà chúng ta cần hiệu chỉnh nó ở mức độ cao hơn thì các bạn hãy để ý cái công cụ selection tool ở dưới này, phím tắt là A. Chúng ta sẽ kết hợp cái công cụ này vào cái tool này luôn. Chúng ta có hai chế độ, một là path selection tool tức là hiệu chỉnh đường path, và direct selection tool tức là hiệu chỉnh từng điểm một. Đây, chúng ta chọn path selection tool thì lúc này chúng ta sẽ hiệu chỉnh được cả đường path, có thể di chuyển hiệu chỉnh. Còn nếu như mà các bạn muốn hiệu chỉnh một điểm hoặc nhiều điểm thì các bạn sẽ tích giữ và chọn chế độ là direct selection tool. Thì lúc này các bạn muốn chỉnh điểm nào, các bạn chỉ việc bôi chọn vào điểm đó là các bạn có thể hiệu chỉnh điểm đó rồi. Và phím tắt để chuyển đổi giữa hai cái chế độ này là phím control. Nếu như các bạn tích control để tích vào đường path này, tích cả các điểm nó đang bị hiển thị màu đen thì mình đang ở chế độ path selection tool, tức là hiệu chỉnh cả đường path này. Còn nếu như các bạn giữ control để tích vào một điểm bất kỳ đó thì lúc ấy nó sẽ chuyển sang chế độ là direct selection tool để hiệu chỉnh từng điểm một. Đó, có thể bôi chọn hiệu chỉnh. Đó là cách để chúng ta hiệu chỉnh đường path. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm gì với đường path này đây? Các bạn cần phải hiểu được là chúng ta tạo ra đường path là mục đích chúng ta tạo ra được những cái vùng chọn có thể hiệu chỉnh được một cách linh động. Thế tức là chúng ta sau khi tạo ra đường path này, chúng ta cần phải biến nó thành vùng chọn thì chúng ta mới làm việc được với nó như một vùng chọn bình thường. Thế vậy thì bây giờ làm thế nào để biến nó trở thành vùng chọn đây? Chúng ta sẽ có hai cách này. Cách thứ nhất đó là các bạn ấn tổ phím Ctrl Enter. Lúc ấy nó sẽ biến cái đường path đấy trở thành vùng chọn luôn và các bạn có thể đổ màu. Đó là cách thứ nhất để tạo đường biến đường path thành vùng chọn. Cách thứ hai là các bạn tích chuột phải và chọn Make Selection. Khi các bạn tích chuột phải chọn Make Selection thì lúc ấy nó sẽ hiển thị ra một cái bảng Make Selection như thế này, cho phép chúng ta hiệu chỉnh Feather Radius tức là độ mềm của vùng chọn. Mặc định nó bằng 0 thì cái đường path này sẽ trở thành một vùng chọn cứng, đúng chưa? Còn nếu như chúng ta tạo ra là 20 pixel thì nó sẽ tự động là tạo ra một vùng chọn có độ mềm biên là 20. Đó, thì chúng ta sẽ được kết quả như này. Các bạn hiểu cái vấn đề chưa? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài thực hành nhỏ nhỏ. Ví dụ như là chúng ta đang cần tách cái bình trà ra khỏi cái tấm nền này và sử dụng với cái mục đích của chúng ta nhé. Thì nếu như chúng ta chọn cái lasso tool này thì nó sẽ có những cái mức hạn chế nhất định là sẽ khó để cho chúng ta hiệu chỉnh được. Và về mặt bản chất thì lasso tool nó vẫn chỉ là những cái công cụ chọn cứng thôi. Thì nếu như bây giờ chúng ta dùng pen tool thì nghĩa như thế nào? Chúng ta ấn P vào pen tool. Đây, các bạn nhìn nha, mình sẽ tích này, tích nhẹ này, đến chỗ này mình tích kéo này, đó thì nó sẽ trở thành đỉnh tròn, được chưa? Đó, tích kéo tiếp, tích kéo tiếp, chỗ này lại tích nhọn này. Ok, các bạn thấy là nó lệch đúng không? Không sao, bởi vì là trong quá trình mà chúng ta tạo như thế này thì tí nữa chúng ta có thể hiệu chỉnh được cơ mà. Không cần phải quá lo lắng nếu như mà chúng ta lỡ mà chọn sai hay là chọn bị sót. Rồi, bây giờ mình đã chọn xong rồi. Bây giờ mình muốn hiệu chỉnh
đúng không? Thì mình sẽ sang cái chế độ Path Selection Tool hoặc Direct Selection Tool như thế này. Ví dụ như mình đang ở chế độ Direct Selection Tool, mình hiệu chỉnh từng điểm một, ví dụ chỗ này ta kéo. Bây giờ các bạn sẽ thấy là các bạn hiệu chỉnh một bên thì bên kia sẽ thay đổi theo, đúng không? Thế các bạn chỉ việc giữ Alt tích vào đây đấy, thì nó sẽ cho phép các bạn hiệu chỉnh tiếp tiến của một bên thôi. Đó, thì bây giờ các bạn cứ chỉnh như vậy, chỗ nào mà các bạn thấy chồn thì các bạn lại chỉnh. Rồi, chỗ này hơi sai đúng không? Các bạn thích cái này, kéo này. Rồi, các bạn thấy là cái đỉnh ở chỗ này ấy, nó đang là đỉnh nhọn. Thì các bạn về lại chế độ Pen Tool. Đấy. Xong rồi giữ Alt tích vào đây. Phải nhớ là phải về lại chế độ Pen Tool đấy nhé. Giữ Alt tích vào đây, kéo thì nó sẽ trở thành đỉnh tròn. Đúng không nhỉ? Còn không thì tích vào đây. Xóa luôn cái đấy đi. Chúng ta cần ít đỉnh thôi. Giữ Alt kéo ra cho nó thành đỉnh tròn. Đấy. Nếu như đang ở công cụ Pen Tool mà các bạn muốn chỉnh điểm thì nhớ phải giữ Ctrl, không nó lại tự động Add hoặc là Delete, tức là xóa và thêm điểm thì rất là mệt. Đó, như vậy là các bạn đã tạo ra được một cái đường path để chọn như thế này. Và các bạn thấy là cái việc chúng ta có thể hiệu chỉnh được nó một cách rất là linh động, dễ dàng và tạo ra được những cái vùng chọn phức tạp. Được chưa? Bây giờ các bạn ấn Ctrl Enter, nó sẽ trở thành một cái vùng chọn. Các bạn có thể Ctrl C này, chuyển sang cái file mình đang làm việc, Ctrl V dán vào. Đó, thì các bạn đã tách ra được cái hình của mình thành một hình độc lập như thế này. Các bạn đã hiểu tác dụng của đường path chưa? Mặc dù là về sau các bạn làm việc ấy, thì nó còn rất nhiều những cái vai trò khác nữa, thì mình sẽ vào bài tập mà vào những cái nhiệm vụ cụ thể mình sẽ giới thiệu sau. Cái trường hợp thứ hai, một trường hợp cũng rất là hay và chúng ta rất hay dùng, đó là trường hợp shape. Với chế độ shape, khi các bạn tích chọn, nó sẽ tạo ra những cái đường path và tự động đổ một cái màu gọi là màu foreground vào cái vùng đó và tự động tạo ra được những cái layer shape như thế này. Khi các bạn đang tạo mà các bạn đã đóng vùng chọn vào rồi, các bạn có thể ấn Escape đấy, hai lần, rồi sau đó lại tích các điểm mới để tạo ra được những vùng shape mới, thì nó cũng sẽ tạo ra được những cái layer tương ứng. Nhớ ấn Escape hai lần. Thì khi mà các bạn tạo ra một cái vùng đường path này, sẽ đổ một cái màu vào đó. Để hiệu chỉnh được cái màu đó thì các bạn có thể là tích vào mục Fill này để hiệu chỉnh. Ví dụ như mình muốn là cái màu đỏ chẳng hạn, mình tạo ra cái vùng mới, mình sẽ đổ ra màu đỏ. Cái hay của thằng này ấy là khi các bạn đã tạo ra những đường shape này, các bạn có thể quay trở lại cái đường shape mà các bạn đã tạo để hiệu chỉnh lại. Ví dụ mình tích vào cái shape 3, xong các bạn ấn A, nó vào cái công cụ là đây, Selection Tool này. Thế này các bạn có thể lại hiệu chỉnh được những cái đường path này. Và khi các bạn hiệu chỉnh những đường path này như thế nào đó thì những cái vùng đổ sẽ tự động thay đổi theo. Trong cái bảng Fill ấy thì chúng ta sẽ có một số những chế độ đổ như thế này. Ví dụ như là đổ vật liệu, các bạn có thể chọn vật liệu các bạn đổ vào. Rồi thì đổ chuyển màu, gradient tool, rồi đổ một cái màu đặc, các bạn chọn màu nào sẽ đổ cái màu đó. Nhưng mà cả ba chế độ này thì đều dùng rất là ít, mà chúng ta sẽ sử dụng cái cuối cùng, đó là no fill, một cái gạch chéo này, thì tức là nó không đổ màu. Thế vậy thì nhiều bạn thắc mắc là không đổ màu thì nó không khác gì đường path đúng không? Không phải. Khi các bạn không đổ màu, có một thứ rất hay nó sẽ xuất hiện, đó chính là một stroke, tức là tạo một cái đường viền cho đường path này. Khi các bạn chọn đường viền này, mặc định thì nó đang là no stroke, một cái gạch chéo, một stroke đúng không? Các bạn có thể tích vào đây. Đấy. Tích sang chế độ thứ hai này, nó sẽ tạo ra một cái đường stroke như này. Khi tạo ra một cái đường stroke như thế này thì các bạn lại có thể là hoàn toàn điều khiển được cái đường stroke đấy ở các cái mục hiệu chỉnh bên. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy một cái tờ giấy trắng thực hành cho các bạn nhé. Ví dụ mình sẽ chọn chế độ này, stroke này. Fill là no fill, không đổ. Đấy, và chỉ là tạo viền thôi. Bây giờ mình tạo đến đâu thì các bạn sẽ thấy là nó tự động tạo ra được những đường nét đất kia đi đó. Và mình lại có thể hiệu chỉnh được, có thể hiệu chỉnh được độ dày bằng việc là tích vào đây, kéo. Đấy. Các bạn lại có thể chọn được những cái dạng đường stroke bằng cái việc là tích vào bên này để hiệu chỉnh và lựa chọn. Mặc định thì nó sẽ có 3 kiểu stroke là liền mạch này, nét đất này và hình chấm như thế này. Ngoài ra thì các bạn còn có thể tích vào More Option để thêm tùy chọn. Khi các bạn tích vào More Option này thì nó sẽ tạo ra một cái bảng như này để cho các bạn tùy chọn. Các bạn lại có thể thay đổi các chế độ ở đây. Thì các chế độ Preset ở đây thì nó tương ứng với cả các cái chế độ ở đây thôi. Rồi, bây giờ ví dụ như các bạn đang chọn Preset ở Edit này nhé. Thì các bạn sẽ thấy này, các bạn có thể hiệu chỉnh được Align là cái căn chỉnh. Ví dụ như các bạn thấy là cái nét đứt này nó đang ở một bên của đường path đúng không?
thì các bạn chọn đây là center, đấy, thì nó sẽ ở giữa đường path, hoặc outside thì nó ra ngoài đường path. Cái này thì tùy vào nhu cầu thôi, những cái này thì các bạn ít dùng. Có một cái khá hay đó là dash grab, dash grab, các bạn thấy nó lặp lại này, thì các bạn hiệu chỉnh được. Dash là cái đoạn nét đứt này, còn grab là cái đoạn khe trống. Ví dụ ở đây mình chỉnh là 10 và khe trống là 5 đó, thì các bạn sẽ thấy là các bạn hiệu chỉnh được, đúng không? Rồi các bạn hiệu chỉnh là 8 này, đây là 4 này, rồi đây là 6 này, đây là 3 này. Đấy, nó sẽ tạo ra là cứ 10 này, 5 này, 8 này, 4 này, 6 này, 3 này, đấy, các loại 10 này. Đấy, thì nó tạo ra như vậy. Nhưng mà thực ra thì cái chế độ như vậy thì mình ít làm. Đấy, mình chỉ thường dùng một vòng lặp đầu tiên này thôi. Nếu các bạn tích OK, thì tức là cái setting này nó chỉ được cho một cái đường path mà các bạn đang hiệu chỉnh. Còn nếu như các bạn tích vào save, đây thì nó sẽ trở thành một cái preset có sẵn và lần sau các bạn có thể dùng nhiều lần. Ví dụ ở đây mình tích vào save nhé. Đó, đây thì nó thành một cái đường preset mới, các bạn có thể dùng nhiều lần. Okay. Các bạn vẫn có thể hiệu chỉnh được khi các bạn đã tạo ra nó rồi nhé. Ở đây thì mình sẽ mở cho các bạn một số ứng dụng. Đây các bạn sẽ thấy là mình đang tạo ra một cái map đường, đúng không? Đấy, ví dụ cái đường này bây giờ nó còn cái nét liền ở lề đường nữa, thì chúng ta lại có thể dùng pen tool với chế độ shape này. Ở đây mình chọn là no fill, mình chọn là stroke, đấy, 4 pixel và là nét liền. Đó. Bây giờ mình tích đây, tích đến đâu thì nó sẽ tạo cho mình cái viền đến đó. Các bạn không thích cái màu này không đúng, đúng chưa? Thì các bạn có thể chọn cái màu khác, tích này. Đó. Thì nó sẽ tạo ra cái đường. Rồi các bạn có thể escape để dừng lại, tạo ra một đường viền này, xong rồi tạo ra cái đường viền thứ hai. Đó là một trong những ứng dụng mà mình dùng để làm cái texture cho 3D map. Hoặc còn nếu không ở trong đồ án thì các bạn sẽ thấy là ứng dụng nó cũng sẽ rất là nhiều. Đây các bạn nhìn này, đó, cái đường này cũng là tạo ra những cái đường path dạng đứt như vậy. Để tạo ra những đường path dạng đứt như vậy thì các bạn chỉ cần là cho cái này dày lên, rồi hiệu chỉnh lại đoạn này, hai lên cho một thôi, đấy chưa, hoặc là thậm chí là gần nữa cũng được, 0.2, ok, cho nó mảnh đi trước, tất cả những cái nét chấm chấm bo viền bên ngoài này, đỏ đỏ này đều cái dùng cái công cụ pen tool này hết, rất là hay và rất là tiện. Nhiều khi không có công cụ này thì những cái này các bạn làm rất là khó. Như vậy là các bạn đã hiểu công cụ pen tool với hai tùy chọn shape và path ạ. Công cụ này thì với cả hai cái chế độ đấy đều rất là hay và dùng nhiều. Cho nên đề nghị là khi mà các bạn xem video này thì hãy làm theo và đến khi nào làm chủ hoàn toàn được nó thì mới dừng lại. Để sau này khi mình áp dụng vào cái việc làm đồ án hoặc làm dự án thiết kế của mình cũng không bị bỡ ngỡ khi mà sử dụng nó.